Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng nhằm ngày 10 tháng 11 năm Quý Mão. Đây là buổi thuyết giảng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Mỹ, huyện An Phú nha quý vị. Và Bích Trang đến tới ban trị sự xã Phú Mỹ của huyện An Phú. Nghe cả lời là nghe cho kỹ, đọc cho kỹ để hiểu. Cả lời đừng có mơ hồ, đó là danh. Tìm hiểu nghĩa là tư duy. Làm theo đắc đạo, làm theo là tu, đắc đạo là chứng. Vậy là dân tư tu chứng. Thầy dạy rất rõ mà trong cái lời dạy thầy nghe rất là tinh dị. Đọc qua là chúng ta hiểu đi. Nhưng mà đồng đạo có hiểu là cái chỗ đó thì thầy dạy dân tư tu không? Không có, phải không? Rất là dễ dàng đọc ra là chúng ta hiểu đi. Đó là phương pháp mà dân tư tu để đạt quế. Một cái phương pháp thứ hai là chúng ta đi phải một phương pháp cách đạo của Phật. Khi mà chúng ta học Phật đó thì chúng ta phải diệt trừ 10 điều ác, tức là phải tịnh ba nghiệp. Về thân nghiệp thì nó sinh ba ác, đó là sát sanh đạo tạc tà dâm. Khẩu nghiệp là về miệng lưỡi, nó sinh bốn ác là lưỡi, tiệt thủy ngôn, ác khẩu động ngữ. Ý nghiệp là về tâm, nó sinh ba ác, đó là tham lam, sân hổ, mê si. Như vậy tôi sẽ trao đổi nghiệm qua cái bài thi là phản thủ thất ngôn tứ thủ. Mà thầy biết là sao cùng cùng của tôi hiểu tiếp theo, mà trong đó con sẽ triển khai một pháp môn tinh độ rất là thế gì rất là rõ. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ nói tổng quát là niệm Phật cũng được phát thầy chỉ huệ để đi đến cố gắng thầy thoát tu viện. Như vậy trở lại vấn đề các phần tu huệ này, có ba phương pháp mà chúng ta phải thực hiện, mà cái phương pháp đặc biệt hơn hết trở về chánh pháp vô vi, đó là một cái phương pháp mà chúng ta quen đến về nội tâm. Thấy nó vui và từ đó cha mẹ mình đó là cái có lòng bước thiện về với đạo Phật, có lòng trở về cái điều lương thiện. Mà chúng ta cứ tạo những điều kiện như vậy thì đó là cái người con chi hiểu từ người con trả hiếu Phật cách theo cái hiếu thế gian đó, nghĩa là làm sao đưa cha mẹ mình vào lòng tin nhân quả, vào lòng tin Phật pháp. Chỉ có như thế thì sau này cái cứu rỗi được cha mẹ mình, còn cho ăn cho mẹ bao nhiêu đi nữa thì hiện tại là trong kiếp sống thôi. Nhưng mà đến khi cha mẹ qua đời, tin nổi của cha mẹ chúng ta cứu được. Chúng chỉ có làm sao cho cha mẹ chúng ta phải tin nhân quả, rồi tin lý luân hồi, tin Phật pháp, nhiễm màu. Như vậy thì cha mẹ chúng ta tiến hóa lên trên con đường tu tỉnh mới được. Chúng ta chọn như vậy á thì chúng ta bảo hiếu một cách rất là cụ thể. Và khi cha mẹ qua đời đó, thì chúng ta phải ráng tu cầu để cho linh hồn được siêu sinh về quả thọ còn đẹp hơn luôn, thì có là thầy ơi tổ tiên cha mẹ có luôn ra. Từ đó mà Đức Thầy luôn nhắc nhở là phải ráng tu đắc đạo cứu phụ nguyên, có chỗ mê đồ đến cảnh tiên mọi đó ơn dạy không sáng tạo cho ta tình trọng tổ tiên. Còn đã, thế nào gọi là đã? Cái mùi thơm của đạo đức á, nó khác hơn cái mùi thơm của hoa. Em có mùi thơm của cái là khói cát hồng hoa, mà mùi thơm của đạo là mùi thơm của giới luật, mùi thơm của hạnh tu. Nói chung lại là cái mùi thơm đạo hạnh này nó tuyệt vời. Nói đến cái chỗ mùi hương thơm này là có thể là liên quan đến cái giá trị ngũ hương của trong Phật giáo. Ngũ hương là hương thơm, là ngũ hương. Thứ nhất là con giới hương, giới hương là giữ gìn giới luật. Mà người giữ gìn giới luật là chỉ đến cái chỗ gian nghiêm, đến cái chỗ là cứu cách là không còn sai phạm nữa, thì cái hương của giới này nó bay bỏng lên là mùi thơm lạ này bay khắp muôn phương. Mà khi đã có cái hương thơm của giới rồi đó thì sao, thì nó sẽ có cái lần tạ ơn con của biển hương. Vì cái người mà giữ giới gian nghiêm rồi thì tâm luôn ổn định, không còn bất an, không còn lộn động, cho nên gọi là tâm định, đó là định hương. Mà khi đã có định hương thì sao, định thì phát khai trí huệ, mùi hương của huệ là huệ hương. Mà khi đã có huệ rồi thì sao, không còn bị lúc này, không còn bị sai phạm ở trong con đường tội lỗi quái ác, cho nên gọi là giải thoát hương, mùi hương của sự giải thoát, là không còn sai phạm, đó là hương giải thoát. Mà khi đã giải thoát rồi cũng không trụ vào cái cướp giải thoát, mà buông lời được cái nghiệp pháp trở về cái tâm chân tâm một tâm của chính mình là cái chánh pháp vô vi, nên gọi là giải thoát tri kiến hương. Vậy thì đạo mà cái mùi
câu đạo đức ai người hôm đã là chúng tôi cũng nói đã về sự thương của chủ vương là ai người hôm đã muốn niệm thì phải đặt xuống tầng. Xuống tầng hiểu được những điều này chúng ta cố gắng không giữ gìn giúp hết, thứ nhất là phải giữ giới. Đây là tổ đại nước của ban trị sự xã Phú Hữu, là bữa nay buổi thuyết giảng nha quý vị. Chỉ có một mình là đi quay thôi chứ không ai quay. Không, lên máy này là ai cũng đẹp cả. Bây giờ tao nói giùm đi. Anh hai không? Anh là chủ nhật mua bao giờ? Bây giờ ta đang quay hết mà đi. Lại là mình nguyên một tổ là tới anh quay hết. Quay hoài. Tới sau khổ hạnh khỏi lâm nhờ công tu niệm tâm thần mà đi, có nghĩa là niệm Phật là niệm thầm ở trong tâm đi, của thằng người nào cũng nhớ niệm Phật mà niệm thầm là thầy chạy em bữa nay nhà chạy em tớ hôm nay em bỏ niệm thầm này nhà chạy em bỏ niệm thầm chào cô.
Chào mấy cô nha. Dạ. Dạ, ở đâu có ban chị sự là có tới. Dạ, quê ở bên dưới Bình Long, với Bình xã Bình Long ở Châu Phú chứ. Cái dầu đi xuống. Nè, thợ nấu phải không? Lộn mặt đi cho tao thấy thợ nấu chứ. Thợ nấu mà giấu mà không cho tao thấy mặt chứ. Thợ nấu này đặc biệt cái gì em? Không cần rồi, mình cứ tự nhiên không cần mà đó. Nếp gì à, hai nếp bích văn, cái này là đang bích hợp nè, còn để trả là bích văn. Lên máy này là các cô các ai cũng quay đẹp hết. Đây là câu hỏi bạn nấu cơm nha quý vị. Đây là đang nấu cơm nha quý vị. Chú đang xới cơm lên đây của buổi thuyết giảng này quý vị. Nấu cơm xong, chính là buổi thuyết giảng xong chúng ta sẽ dùng cơm nha quý vị. Đây là câu hậu cận của nhà bếp của ban trị sự xã Phú Hữu quý vị. Phú Hữu An Phú. Quá nóng quá khó rồi quý vị, chú đang cực khổ rồi quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là chỗ khâu hậu cần của ban trị sự xã Phú Hổ nha quý vị. Đây, các rau củ quả chuẩn bị cho món các món ăn nha quý vị. Chưa nói đến là vấn đề đó là nhất tâm niệm Phật mà được nhạc sanh, chỉ như vậy thôi là cũng như vậy có tiền rồi. Thưa chúng ta, cho nên cái cách xử thế này là muốn nói là đứng vào vị trí nào thì chúng ta làm trong cái bộ phận vị trí đó thì tức là xử thế tiếp nhận, nói cách dễ hiểu vậy. Nói rộng hơn nữa là bây giờ thí dụ như nói bây giờ một anh công an đi, một cái người đang phục vụ chế độ của nhà nước, một anh công an này là ảnh là bảo vệ an ninh, rồi ảnh bắt những cái kẻ tội phạm để người châm trí, ảnh làm những cái việc đó người không biết ta nói công an sao ác quá hả, bắt người này đánh người kia trói người nọ thì thưa phải, nếu mà anh làm đúng người đúng tội thì anh làm đó là đúng bộ phận anh, vậy là xử thế tiếp nhận là anh đúng rồi đó. Nhưng chúng ta có là chúng ta không muốn rộng hơn em. Còn bây giờ trở lại vấn đề, chúng tôi dành cái thời gian cho nhiều để rồi còn trả lời mấy câu hỏi, và bên cạnh ấy là chúng tôi đặt lại câu hỏi chưa nào chúng ta. Bây giờ chúng tôi kết lại tinh thần vô vi theo giáo pháp và Phật tu nhanh. Chúng ta tìm hiểu tất cả những cái chi tiết rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái này học Phật thế nào là học Phật. Tôi chưa đồng nào học Phật ở đây chúng tôi chốt lại không nói nhiều nhiều. Người học Phật là tu, bởi vì Phật tu cách nào đắc đạo vậy, ta làm theo cái đấy mà là chúng ta phải tu thôi. Nhưng chẳng những tu rồi, học Phật là chúng ta phải tu, phải không? Đó, tu. Nhưng mà chung quy đi theo chánh pháp chung quy là học Phật là gì? Học Phật là ở đây tâm chúng ta phải hòa, hòa. Người học Phật là tâm không hòa thì đừng gọi là học Phật. Bởi vì có đức Phật nào đắc quả thành Phật mà tâm không hòa? Quý vị chỉ đi. Vô lượng ba đời chư Phật, vô lượng chư Phật của ông Phật nào mà tâm không hòa mà thành Phật? Không đâu,
chỉ thử đi, có cái ông Hòa Thân, ông Bồ Tát nào mà tâm không hòa không? Ông nào tâm cũng hòa hết, phải không? Tâm hòa. Cho nên học Phật là tâm phải hòa. Mà hòa đây mới đúng cái tâm chỉ vô vi của Đức Thầy đã dạy hàng ngày, đã đem cái đặt tên vô cái tôn giáo của Ngài. Là Phật giáo và đạo đó. Là hòa, là cái tâm hòa của đạo. Cho nên từ đó mà Đức Thầy chúng ta mới xác định thế là bốn tánh hòa, hồn hảo dị động. Bốn tánh là bốn tâm, tâm phải hòa. Nếu mà tâm không hòa thì chúng ta đừng nói là chúng ta là tín đồ Phật giáo và đạo. Chúng ta niệm Phật mà tâm không hòa cũng không được giảng sanh. Chúng ta tu hành nhẫn nhục mà tâm không hòa thì nhẫn nhục bất thành. Làm phước tu phước đi làm từ thiện mà tâm không hòa thì hạnh tu phước này không đi đến chỗ viên mãn được. Đang đi cất nhà thì đấy. Trình độ giác thiền thì chúng ta rồi còn hai con nữa mấy chồng hoa đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành toàn bộ nội dung chương trình. Giáo lý viên đã đem sở học triển khai nội dung đề tài lần lạc làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật công nhân của Đức Quỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa lời dạy của Đức Thầy trong câu chuyện giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Cảm ơn quý vị giáo lý viên không ngại đường xa đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do ban trị sự trung ương phân công. Xin tri ân ban trị sự các xã phường thị trấn, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm và yêu quý đồng đạo đến tham dự. Xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ toàn bộ chi phí cho buổi tiếp dẫn hôm nay. Chân thành cảm ơn ban phụ phòng tiếp tân hậu cần âm thanh ánh sáng tổ trà đường tổ trực tự đã góp phần để ban tổ chức hoàn thành chương trình của buổi tiếp dẫn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi tiếp dẫn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại ban trị sự xã Phú Hữu. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Chúc tiêu quý đồng đạo dạng sự an lành, thân tâm thường an lạc, đạo quả duyên dung. Thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai chữ người thân các em lúc căn tư thế của ta mái đến thì thương chị ở đây có những tác dụng căn là sáu căn và sáu căn với những chất trần và mắt thấy sắc tai nghe thân mũi là mũi thân thơm lưỡi là đồ con bé thân với sự thương xước lý là chất lượng cao, cho nên sáu cái căn này nó nhiễm với sáu căn, nó làm cho tâm của ta bị dao động. Và cái người nào mà tỉnh được một căn rồi đó thì chứng quả lại là có sáu pháp thành công. Nhưng mà chú ý chỗ này, đặc biệt chỗ này thầy dạy chúng ta là tầm hai chữ. Cái chữ này nó có nhiều lắm, chẳng hạn hai chữ từ bi, hai chữ bất giả, hai chữ sắc không, nó cũng là hai chữ, hai chữ giải thoát. Nhưng mà đây cái dựa cho câu này chúng ta bàn đó, vì gì nghĩa là dựa cho câu này chúng ta bàn đó là nếu mà nó đã được căn tiền điện thì giải thoát, rồi đó mình mới tầm hai chữ giải thoát nữa, mình đã đi đến giải thoát rồi tầm như đó, phải không? Cho nên vì vậy đó, cái chỗ này đó là phải tầm hai chữ sắc không. Bởi vì lục căn nghĩa là chưa dừng lại đó, duyên lục căn là chưa dừng lại đó, chính quả đã hết rồi nhưng mà chưa dừng lại đó, phải bước tới cái chỗ là tìm kiếm sắc không hay là chỉ bất nhã cũng được, và tìm đó là cái hạnh quả của ta. Cho nên thầy mình không muốn chúng ta dừng ngay cái chỗ là tịnh lục căn, mà thầy cũng dạy chúng ta đó là phải đi đến cái chỗ lý sắc không cũng được. Cho nên vì vậy cái câu dưới là nhân ngã sân si phải như vậy. Mà nhân ngã nằm trong cái sắc không nhân ngã là chỉ nói trong tịnh lục căn, rõ ràng câu này thầy đang rút ra từ trong tịnh lục căn. Như vậy thì giờ tầm hai chữ là tầm hai chữ sắc không, mà cái sắc không tầm tiếp, bởi vì cái ghi đến cái chỗ lý sắc không rồi đó, là đây là cái lý này là lý đại thừa, còn lục căn là còn lục tiền tiểu thừa, cho nên chỗ này thầy chúng ta khi chúng ta là đi đến chỗ lý đại thừa, đi đến đại thừa, cho nên nghĩa là sắc và không, thấy không? Sắc ở đây đó là ta hiểu đó, thì cái chỗ hai chữ sắc không này đó là bởi vì cái người phàm phu thì thấy sắc cho là sắc, còn cái người mà giác ngộ mà tu ra cái hạnh mà duy thừa đó là duyên giác cái la hán đó thì cái là bỏ sắc và tăng không, cho nên bỏ sắc và tăng không thì cái này gọi là thầy cũng không đồng ý cái này duyên thừa cái này, mà bây giờ cái là phải đi đến cái chỗ sâu hơn nữa đó là sắc với không phải duyên tương lại, cho nên ta phải cúng ca lên Phật mà có một tay giảm Phật. Thầy xin kính chào các bạn giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đã thi xong đề tài thứ hai. Kính thưa chư quý giáo đạo, hôm nay chúng ta đã được tiếp thu hai đề tài do hai vị giáo lý viên ban trị sự trung ương chia sẻ, qua đó giúp chúng ta có nhận thức đúng về giáo lý của tổ thầy, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu làm hành trang trong con đường tu học. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức cảm ơn hai vị giáo lý viên và cũng không quên chúc thầy giáo lý viên dồi dào sức khỏe, trí huệ phát thay. Và để tiếp theo chương trình là phần bế mạc, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Đức Đạm đại diện ban tổ chức đến diễn đàn phát biểu bế mạc.
xin trân trọng cái bài. Chính vì cái công đức truyền giáo hôm nay qua các khán giả nhân dân giáo lý toàn bộ đó, và hôm nay đó là chúng ta nhờ có cuốn sách giả để ta tu ta học, nhờ có cuốn sách giả để ta phổ truyền giáo lý, nhờ có cuốn sách giả để là ta có chương trình thuyết giảng. Cho nên vì vậy đó mà cái công đức truyền giáo này qua sáng tác là rất sâu sắc, rất là hay, và chúng ta cần phải nghiên cứu để học hỏi, để chúng ta áp dụng điều đó, ta thực hành cho nó đúng. Vì tôi yêu đạo chúng hết. Tóm lại bốn câu giảng này được rút ra trong đoạn cuối của câu điển năm ha. Rõ ràng đức thầy nói cái bài pháp rất là sâu, rất là cao, mà tuy nhiên trong đó thì đó là không ngoài cân nhắc, chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ là pháp môn tù thắng, pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu dễ đắc, cho nên đó là ngài đem cái giải cho tín đồ ráng cố gắng nỗ lực phấn đấu để chúng ta thực hành pháp môn tịnh độ. Bởi vì căn cơ chúng sanh trong thời kỳ hảo môn Phật pháp này thì không có tu pháp môn nào bằng pháp môn tịnh độ dễ tu dễ đắc, chỉ một đời một kiếp được nhận sanh tây phương cực lạc, hoặc giả là chúng ta là được cao. Người láng giềng tiếng kệ nhà tay, tiếng kệ lại là láng giềng cái thầy thuyết pháp người theo chỗ này thầy tả là nghe nhà tay, mà kẻ xa thôi thì từ văn cảnh tất, tức là cái câu văn của thầy lời dạy thầy đó là không có tìm được kẻ xa thôi, mà người láng giềng tiếng kệ nhà tay đến trung tuần tháng 8 ta cùng thầy đã tá hiệu thành tiên, mượn phúc mở tiết lộ lấy thiên cơ truyền cho kẻ xa gần người không biết. Vậy thì thưa quý vị, như vậy thì rõ ràng là cái câu này đó, nó nằm trong tam độ nhất nguyên của thầy: một là trị bệnh độ đời, hai là thuyết pháp độ đời, ba là sát tác chấm giảm thiên văn độ đời. Nhưng mà các trị bệnh độ đời ở đây là cái phương tiện để gây cái thiện cảm đối với chúng sanh, đối với con người, đối với chúng thần. Còn cái là cái chỗ mà thuyết pháp độ đời á, thì cái là những người trực tiếp được nghe cái thầy thuyết pháp thì họ có thể giác ngộ tu hành, nếu họ có duyên họ có thể giác ngộ tu hành. Còn ngược lại những người mà giờ không được trực tiếp với thầy ha, thì lúc bây giờ cái là họ nhờ nương. Gà bên kia, gà bên đó kìa. Quá nó mới. Quay những cái kêu thở nấu thử một món gà. Như vậy qua thì hiểu ra nó tham thế. Vậy thì giờ dân ngôn nhét, dân ngôn nhét, vậy thì các vị thầy cao mới là cao nhét lợi lợi với Phật. Đó, ta hiểu được cái này thì đó là cái này. Đó, rồi bây giờ đó là để ngăn chặn đi. Như ngăn thì ngăn ra chỉ mà và đàn tiên là cảnh giới giải thoát. Vì cái tên đây là hiểu tiên ở những tổ thánh tố nhân hạ hoặc tổ nhân chẳng, cho nên thì thầy dân làm tiên đây là chỉ cho cái thầy dân đó. Bây giờ khi mà đã có tiên cái đó, đây ta hiểu cái này: một là hiểu tiên,
Dĩ ti là chỉ có các vị tiên tu tiên ở non núi biển đảo, ha. Cũng như thời công bằng chúng ta thấy đó, tiên mà còn đấu đá với nhau, như vậy thì đây là dĩ ti. Thứ hai nữa là tiên là tiên được về cái cõi trời, mà cõi trời từ dục giới sắc giới như các giới thì cao cao thấp, là tiên là một là hưởng phước, phước nhiều thì cảnh tới trời. Và thứ hai cái tiên là do chúng ta thiền định, cho nên vì vậy được về cõi tiên. À, tiên đó cũng còn vẫn nằm trong tâm giới. Và kính thưa quý vị đồng đạo, kính mến, hồi nãy chúng ta đồng lời đi tiếng tôi nghe tôi giảng bản, mà tôi rất là thích giảng bản, đã giảng lớp rồi mình cũng giảng bản, và có mấy lần ở tại Hậu Giang chúng tôi cũng có giảng bản, là giảng một mình á, rồi cho tiếng gửi hay tiếng hồ thời gian khoảng chúng lớn sau này nghiên cứu kỹ lại thì chúng ta phải nên hiểu là cái ý nguyện đó là cái nguyện vọng của chúng ta, và cái đại lý thì chúng ta dạy đó là chí thiền, dạy nghĩa là cho tất cả chúng ta có nguyện vọng muốn làm sao chúng ta được. Và tất cả chúng ta khi dân giáo lý là cái đại lý để dạy chúng ta giác ngộ của bao nhiêu người tu hành. Chứ nếu mà đem ra nói là chỉ với thiền thì thiền nghĩa là chỉ có một người không đó, nhưng mà chúng ta chỉ có cái giác ngộ của thiền thì bây giờ cái trình độ của mình nó có đâu mà mình hiểu được, làm sao mình hiểu được cái tâm muốn của mình. Cho nên chúng ta chỉ là nghe lời thầy dạy, cái nguyện vọng của thầy, tâm của thầy muốn làm sao chúng ta câu được cái tu hành, cho nên chỉ với thiền. Qua cổng này dân ngôn rất dễ dân sàn phi, chỉ dân ngôn có thể là thông thường đó là lời hay chiếu đẹp của một người nổi tiếng, ví dụ người đó là một người lãnh tụ trả lại nghĩa là một người dân một khi nào đó, rồi đó là một người chiến sĩ, một người nổi tiếng là khi họ có một cái câu gì hay đó họ nói lên bài rằng rất là xây dựng lý thuyết đời nhân quá xã hội tổ chức của con người, thì cái câu đó là nhiều người có câu cha mẹ có câu thế nào, họ nói là mình phải thương đủ thời gian à, cô đọc gọn lại thì tôi tiếp tới 3 giờ mình nghỉ. Quý vị vừa giờ thấy phải không? Học thử học thêm cho tay, chỗ tay thở tiếp cho tay rồi rồi. Giờ cái tuổi gì đồng đạo cũng lớn. Bây giờ nói cho nó vui, cái tranh thủ thời gian trở lại cái đề tài. Thì quý vị lưu ý, chúng tôi tiếp cái đề tài này thì theo cái sự cho phép của ban tổ chức thì có thể chúng ta làm tới khoảng 12 giờ trở lại tùy theo. Nếu quý vị cảm thấy mà thích nghe, không ngán, không buồn, không đủ thì tôi cũng làm mất một phần của mình. Còn quý vị mà ngán, nhát, buồn, đủ thì chúng tôi chắc là sớm. Chứ đừng giống như các ông giảng viên này, nói giảng viên thôi. Thì giảng viên này thì lớn tuổi là bắt không bao giờ. Thành ra ông nhìn xuống dưới cái diễn đàn, nó dưới cũng khoảng 200 người vậy. Cho nên là không thấy rõ họ. Đề
đây là chú giáo Lý Viên Đoàn Quỳnh Lương chưa quý vị. Chú đang mới thiết đề tài xong, bây giờ nghỉ giải lao. Đây xuống đây dùng bánh nướng không quý vị. Đây, chú Năm là có ban trị sự xã Mỹ Đức cũng huyện Châu Phú không quý vị. Thank you.
biết chỗ cái thôn nào cũng có nha quý vị. Sau bữa gạo nha quý vị. Bây giờ cái trí tuệ của mình mà Đức Thầy cho biết đó, thiền định phải đặt lòng thể trí tuệ trong lòng bạn. Linh hồn nhập liên quan siêu sanh mọi biết bạn thì đẹp. Bây giờ thiền định mới đặt làm thể. Thiền là gì? Thiền là ngoài không nhiễm cảnh. Định là gì? Định là trong không tán loạn. Ngoài không nhiễm cảnh, trong không tán loạn ấy là thiền định. Mà lấy cái chỗ ngoài không nhiễm cảnh, trong không tán loạn lấy đó là cái thể. Chứ cái thân này phải là cái thể. Cái thân mình thể, cái thân này là đất nước gió lửa nó tạo thành, chứ không phải cái thể, nó là cái giả thân. Mà lấy cái thể thật đó, là lấy cái thiền định làm thể. Tôi chưa được đạo, vậy cái thiền định làm thành thể, cái thể là gì? Cái thể đó là pháp thể. Lấy cái pháp thể là làm cái thể của mình chính mình. Còn trí tuệ đặt là mạng. Trí tuệ là tập hợp, không nghi ngờ và không quấn tính sắc, không xuất đầu xuất đuôi, mà đã là biết bảo quản giữ gìn tài sản của cả người chồng thật ra. Bởi vì ông bà nó chồng cái đăng làm cái đó, thì cái đó là cái giữ gìn, không để cho của cải mình mà hào. Rồi biết nuôi dạy con cái cho nó có cái là đề bếp, rồi lại là biết cái là ăn chay, biết tin tưởng về nhân quả, rồi lại là biết bố thí, biết làm lành. Đây là những món bánh để sẵn và hết đề tài thứ nhất chúng ta sẽ dùng bánh nè quý vị. Dạ, nó xin trả lời cái câu của nó cái gì là học Phật tu nhân thì phải theo cái tôn chỉ nào để chúng tôi cho được kết quả. Thì nếu mà phân tích ra thì nó dài lòng, bây giờ nói tóm gọn một câu, một là phải theo tôn chỉ vô vi chính pháp của Phật. Mà đặc biệt trong cái phần sáng tác thầy đó lại rút ra từ trong kinh Luật Luận của nhà Phật, kinh Luật Luận nhà Phật, và kết hợp với là cái văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. À, dịch gần không mỹ tục của dòng tiên tập ở An Thanh Đất Thanh Hiền đó, thầy cũng đem cái đạo đức dân tộc để truyền dạy cho tín đồ. À, và kết hợp với cái tư tưởng như này cho nên nó hình thành được cái giáo lý học Phật như này. Và đặc biệt trong cái phần sáng tác này đó, thì Đức Thầy chúng ta lại là sáng tác theo cái thể dân dân rất là nhiều. Chúng ta cũng nghiên cứu kỹ là đây. Trong sáng giảng thời gian giáo lý trước đây nghiên cứu là 228 bài sáng giảng thời gian giáo lý toàn bộ, nhưng mà giờ rút lại là còn 222 bài. Tại sao nó rút lại? Những cái bài mà nó trùng trùng ra, chẳng hạn như là bóng hầm 1, bóng hầm 2 là kết tập lại một bài, hoặc giả là thanh tân hữu tác, thanh tân với gia đình thì mấy cái này là kết một bài, hoặc giả là bài cầu tam sắc cũng hai bài, nhưng mà chúng ta kết hợp lại một bài. Nói chung là như vậy nó còn lại là 222. Bây giờ còn 13 phút nữa là tới 12 giờ. Người ta làm tới 12 giờ ta nghỉ nha. Bây giờ tôi đặt một câu hỏi nè. Bây giờ cái hỏi nãy tôi nói ra là tôi có 3 câu hỏi để đặt ra. Mà bây giờ quý vị nào mà đưa tay lên thì tôi sẽ đọc câu hỏi nha. Bây giờ quý vị nào cũng trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nhé. Cái này có nghe ai chỉ không là tự biết vậy. Thì là nó ăn chính xác, cảm ơn các bạn. Giờ nó tự biết thì nếu không có
rồi. Bây giờ tới câu thứ hai nha. Câu thứ hai. Đồng đạo tìm và đọc lại 6 câu giảng trong quyển 5 có 2 chữ tịnh độ. Tìm lại coi 6 câu giảng trong quyển 5 có 2 chữ tịnh độ. Phải tôi nói đó rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Làm tư cúng tiếp phương tịnh độ, thôn tịnh độ làm phương cứu cánh, tương gia tịnh độ tâm viên mãn, tịnh độ giác thiền chỉ dùng tâm, tịnh độ vui, tịnh độ nhà vui, khỏi tịnh độ đắc địa tất nhã. Tiếng khác trăm phần trăm cho bà tay. Nhưng mà tôi thấy thì dùng bảo thì đang dùng bổ nó nghe. Bổ là dùng bổ tại gia. Một phút trang nghiêm hướng gì đến đây, kính lễ Đức Phật kính. Thưa thôi, kính lễ thầy kính. Thưa xong, mời quý vị nghe tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ giảng cho biết Phật giáo và chúng ta đến đây kết thúc. Kính mời quý vị có cách cùng những quý đồng đạo chúng ta được bước ra thay mặt với ba cô đức. Một lần nữa thay mặt ba cô đức, xin trọng kính mời quý đồng đạo đến nhãn dùng bước lên thay mặt cho ba cô đức. Người ấy không còn kiên nhiệm đã giải thoát tại thế gian rồi. Mà giải thoát tại đây rồi thì sao? Thì tâm linh thì lúc bây giờ tâm sẽ được chắc lặng. Tuy nhiên không phải hồi trước rồi, hồi trước là siêu sanh khỏi niết bàn. Vì niết bàn định nghĩa là chắc lặng, là tính chiếm. Thì tâm người ấy hoàn toàn chắc lặng thì tính chiếm không còn giao động nữa. Cho nên nhập niết bàn. Bữa nay có bà ngoại mà không có bà nội á. Phật giáo đạo tu tất cả tại đây cho ông thầy nó nhận sanh nó là thật. Thưa chư đạo, cái đoạn văn này thầy nhận được thế đó. Cư sĩ tại gia mà tu theo cái phương pháp đại thừa vô vi, trở về nội tâm như vậy, đắc đạo tại thế gian. Quý vị có tên không? Tên cư sĩ tại gia đắc đạo vậy không? Bây giờ chúng tôi đang đọc lên một đoạn thầy nhảy cái gì thầy thôi, thầy đắc đạo, thầy thế gian, thầy gia đắc đạo. Ta là cư sĩ Canh Điền, do ngày cài phú, cũng chuyên tu hành. Cái người nào mà trở về nội tâm tu như là chuyên đó, chuyên tu hành đó, dù cái xa nơi tranh đấu lợi danh, xa nơi tranh đấu lợi danh là ngoài không nhiễm thánh, tức là thiền. Giữ lòng thanh tịnh, tánh tịnh, dọc dơ tâm thanh tịnh là không có gì, không bị rối loạn, đó là định. Nghe tấm lòng trao chia gắn công trì niệm sống khuya, sống khuya trì niệm giữ cái tâm y như vậy. Sống khuya hai ông tuy còn dạ gái lúc đầu phải đi trễ nha, gia đình xong mới được đi, không phải trên núi nó non. Nhưng mà sao tâm lìa khỏi quê là giải thoát. Tôi xin tại gia mà tôi giải thoát rõ ràng phải không? Cái đó lời thầy nói với đồng tôi không có nói à, thầy giải đó thầy nói đó. Nhắc là như vậy để cho chúng ta có đủ niềm tin, chúng ta cứ tu đi, tu như vậy đó thì chúng ta chính là hậu quả. Bây giờ các bạn sự thế tiếp nhận mọi người mà chỉ có nạn từ thiện xã hội chúng ta cũng ăn. Bây giờ chúng ta đi sâu vô từng ăn. Bây giờ thứ nhất là tổ tiên cha mẹ ta tình cảm ta phải làm sao
tư duy đồng đạo, bốn phần là gã chào chú leo ly diền. Khi chúng ta sanh lên cõi đời này thì chúng ta phải nhờ ơn tổ tiên cha mẹ sanh thành dưỡng dục, cho nên cơ thì rất trọng đại. Từ đó là lúc này nó từng viên nhắc chính độ, có nghĩa là viên nhắc tất cả đồng đạo chúng ta phải cố gắng để làm sao để đền được cái ân tổ tiên cha mẹ, là ân cái ơn nặng, cái ơn cứng đầu trong bốn ngày hoàn thành nhất. Mà muốn tình hết tốt với cha mẹ thì cha mẹ còn đang sánh đêm dạy cho điều hay cho các bạn, cái đáng bên lời không nên sao đáng là điều lời cha mẹ chẳng như vậy thôi, mà chúng ta phải lo nuôi dưỡng bảo đời tạo hạnh phúc của gia đình, cái sự hòa hảo của thầy huynh cho cha mẹ nuôi lên con mẹ. Nhưng cái điều đặc biệt mà đồng đạo chúng ta có nhớ không, cái điều đặc biệt hơn hết là con đường tu Phật, nghĩa là chúng ta phải làm sao an trú cha mẹ chúng ta vào phòng tinh tam bảo, nghĩa là phòng tinh đạo, tinh Phật, tinh thầy. Cho nên cái điều này chúng tôi thường thường là chúng tôi có nhắc nhở cha mẹ làm những cái điều con ở đâu? Con ở dưới chậu phú dưới nè. Dưới cái dầu đi xuống. Cái dầu. Cái phú đó là chẳng hề. Có gì đứa này? Ta chỉ yên đơn, ta nhìn ngàn thôi. Mà chúng ta muốn có cha mẹ ta không bị xa vào những con đường tội lỗi thì chúng ta phải làm sao tạo điều kiện thuận duyên cho cha mẹ chúng ta đi sâu vào trong cái lòng kinh nhân quả. Bên làm dưới giảm cái dầu này. Mà con đi ở dưới chùa cây xanh nè. Dạ, dưới Hưng Hòa Tự. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn giúp dạ, gần Hòa Hảo ở trong số. Nhưng mà chúng ta hai người chúng ta phải ai người gạo nó giúp chúng ta làm gì. Mà chúng ta muốn gặp đấy em. Dạ, ngay gặp. Chúng ta muốn gặp. Bữa nay đó là cha cầm nặng ngày cũng biết được nhà và cái nhà nó đang khó khăn. Đường lên đó chút. Tiền mua la đây lộ. Hay gì đó. Anh đừng dẫn cho anh dân. Vậy để chú đi cái dầu hả? Để cho nhà mình đi thằng mẹ mình thăm đi. Hãy cực ta mang đúng chuyện gian sanh lắm cốt nàng, ai hỏi dân lành ta sẽ đòi lầm than khói lửa dưới bình đao âu a lúng tung nhuộm máu đào ba tanh say xưa mùi cùng nó bốn
bỏ những thói hư với đặc tội. Trên có Phật trời soi diện thấy, dưới đây cơm áo lão về ngôi. Nam mô Di Đà Phật. Cứ mình ngắm cho bà đây đây, bài này đi kế đây rồi. Tao màu gì có thể là. Mẹ đọc bài này không? Mẹ lý nè. Để nói tiếp chương trình, con xin hành lòng đọc lại bài Đến Làng Nhân Nghĩa. Bài này Đức Thầy viết tại Nhân Nghĩa Xà No ngày 29 tháng 4 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con đọc mấy câu đầu nha. You